xe số chất như Honda Super Cup C125, có phanh ABS, giám sát áp suất lốp, giá hơn 48 triệu đồng. K-Max Super Pro 125/2024 có giá 8.888 ringgit, tương đương 48,26 triệu đồng tại thị trường Malaysia. Mẫu xe số này có thiết kế ấn tượng cùng nhiều trang bị tối tân. Ở thị trường Malaysia, K-Max Super Pro 125/2024 có giá niêm yết 8.888 ringgit, tương đương 48,26 triệu đồng. Xe số này mang tới cho khách hàng 3 tùy chọn màu sắc bao gồm xanh quân đội, đen mở và phiên bản xanh lục đặc biệt. Khách hàng mua K-Max Super Pro 125/2024 được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi do nhà sản xuất. Các phụ tùng thay thế có sẵn để mua trực tuyến qua trang web của KTNS Malaysia hoặc thông qua đại lý chính thức. Về khả năng vận hành, K-Max Super Pro 125 sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 125cc và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử EFI của Bosch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,4 mã lực tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Hộp số tròn 4 cấp truyền sức mạnh tới bánh sau qua hệ thống xích. Hệ thống phanh của Super Pro 125 bao gồm đĩa thủy lực đơn ở phía trước, được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, ABS, trong khi phía sau sử dụng phanh tăng chống. Cả bánh trước và bánh sau đều được trang bị lốp 80/90, gắn vào bánh xe hợp kim 17 in. Super Pro 125 có hệ thống treo trước là phuộc ống lồng, phía sau sử dụng bộ giảm sóc đôi có thể điều chỉnh. Chiều cao yên xe ở mức 760mm, trọng lượng xe là 110kg, bao gồm 3,8 lít nhiên liệu trong bình xăng. Xe được trang dạng bảng điều khiển LCD tròn để hiển thị các xe thông tin. Đèn LED được sử dụng toàn bộ trên xe, cùng với hệ thống chìa khóa thông minh, Smart Key và hệ thống giám sát áp suất lốp, TPMS mang lại sự tiện lợi và an toàn cho người dùng.